Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất thời điểm hiện nay. Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các địa phương đơn vị báo đài trên địa bàn thành phố. Theo đó, các địa phương đơn vị bám sát chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì thành phố phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong vòng 7 ngày để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 tuyên truyền để mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết tự giác phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản thành lập tổ y tế cộng đồng do chính khu dân cư tổ dân phố lập nên với sự ủng hộ vào cuộc của người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra tại khu vực mình phát huy lực lượng quần chúng nhân dân trong giữ gìn an toàn cho khu dân cư kịp thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh các biện pháp áp dụng trong phòng chống dịch bệnh mới nhất để người dân an tâm tin tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch